chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, chỉ số VN Index tăng gần 14% trong 2 tháng đầu năm và trở thành thị trường tăng mạnh nhất trên thế giới. Chỉ số VN Index liệu có thể chạm và vượt qua mức đỉnh lịch sử ngay trong tháng 3 này hay không? Và nhóm cổ phiếu nào sẽ tiếp tục dẫn dắt và hấp dẫn nhà đầu tư, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hay nhóm ngành tiêu dùng? Tất cả câu trả lời sẽ có trong chương trình chứng khoán cuối tuần này. Thưa quý vị, ngân hàng được mệnh danh là nhóm cổ phiếu vua của thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều năm qua. Năm nay, nhóm cổ phiếu này đã phát huy vai trò dẫn dắt thị trường như thế nào? Theo ghi nhận, thì giới đầu tư vẫn đang ưa thích nhóm cổ phiếu ngân hàng bởi với những kết quả khả quan trong năm 2017 và dự báo năm 2018, cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn tiếp tục được kỳ vọng khởi sắc trong tương lai. Trong năm 2017, thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc, chỉ số VN Index tăng 42%. Đóng góp cho tăng trưởng này là có công lao không nhỏ của các cổ phiếu ngành ngân hàng khi liên tục tăng trưởng mạnh. Theo các chuyên gia, lợi nhuận của hệ thống ngân hàng thương mại tăng lên trên 40%, thanh khoản dồi dào, tỷ giá và lãi suất ổn định. Tổng tài sản hệ thống ước tăng 17,2% so với cuối năm 2016. Tín dụng tăng trưởng mạnh, nợ xấu được xử lý và đã có cơ chế xử lý tích cực. Nhóm này đang được các nhà đầu tư ưa thích. Năm vừa rồi thì các cổ phiếu blue chip thì có sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là nhóm ngành ngân hàng và nhóm ngành dầu khí. Dự kiến trong năm 2018 sẽ tiếp tục có 4 đến 9 ngân hàng thương mại sẽ được niêm yết với một số tên tuổi, mặc dù có quy mô tổng tài sản nhỏ và thị phần tín dụng còn khiêm tốn, nhưng khá năng động trong lĩnh vực digital banking như Tiền Phong Bank, trong mảng đầu tư trái phiếu như ngân hàng Techcombank. Đây sẽ là những lượng cung hàng tốt cho thị trường chứng khoán trong năm nay. Đây là một cái tín hiệu tốt đối với thị trường là upcom nói riêng cũng như là thị trường chứng khoán nói chung. Là bởi vì là như vậy là cái việc thứ nhất là thể hiện cái ý thức của các doanh nghiệp trong việc tham gia thị trường chứng khoán, trong việc minh bạch hóa các hoạt động của mình đã được tăng lên. Có thể thấy là khi mà cái cổ phiếu lên tham gia đăng ký giao dịch thì cái tính thanh khoản của cổ phiếu sẽ được tăng lên. Và như vậy thì nó sẽ giúp cho quá trình đấu giá cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần sẽ được tăng lên. Và chúng tôi thấy rằng là việc tham gia như vậy thì trong tương lai các doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp tham gia cũng sẽ là gia tăng nhiều hơn. Bởi vì hiện nay thì cái số lượng hồ sơ mà chúng tôi đang xử lý để cho lên đăng ký giao dịch upcom vẫn đang còn khá là nhiều. Và dần dần thì các doanh nghiệp đang cổ số lượng cổ phần hóa mà chưa tham gia cũng rất là nhiều. Tôi hy vọng là với một cái xu hướng như thế này thì các doanh nghiệp chưa tham gia thị trường chứng khoán, chưa đăng ký dịch hoặc chưa đăng ký nhất cũng sẽ tiếp tục thực hiện tham gia trên thị trường chứng khoán để minh bạch hóa và công khai hóa các hoạt động của mình. Nhóm ngân hàng đầu ngành trong lĩnh vực mình như VCB, ACB, MBB, VPB, cổ phiếu VCB và ACB là một trong những ưu tiên bởi mô hình ngân hàng truyền thống ít rủi ro. Và chất lượng tài sản của hai ngân hàng này đã cải thiện nhờ quỹ dự phòng tăng mạnh, đầu tư dựa trên chuyển động xử lý nợ xấu có BID và STB. Đầu tư vào nhóm cổ phiếu này sẽ có rủi ro cao hơn, song lợi nhuận kỳ vọng cũng cao tương xứng nếu việc xử lý nợ đạt kế hoạch đề ra. BID sẽ có tiềm năng tăng giá cao hơn nếu việc phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược thành công trong năm nay. Đầu tư nhóm ngân hàng trẻ và năng động thì có ngân hàng HD Bank, Techcombank và Tiền Phong Bank. Mặc dù vậy, giá cổ phiếu các ngân hàng này đã tăng rất mạnh trong thời gian qua tại thị trường OTC và khiến định giá không còn hấp dẫn. Với việc đẩy nhanh xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém, lành mạnh hóa ngân hàng theo hệ thống Basel 2, cổ phiếu của một số định chế ngân hàng sẽ trở nên hấp dẫn. Trong cái chu kỳ của nền kinh tế thì chắc chắn là ngân hàng sẽ là doanh nghiệp hưởng lợi và chúng ta tiếp tục sẽ nhìn thấy ngân hàng trong những năm 2018 sẽ là doanh nghiệp mà có sự tăng trưởng đột phá về lợi nhuận. Chứng khoán cũng là những ngành hưởng lợi bởi vì thanh khoản của thị trường đang lên và sẽ rất là nhiều các cái doanh nghiệp mới niêm yết, thì đấy là cái hưởng lợi của các công ty chứng khoán. Ngoài ra thì thực ra năm 2018 này là năm là điểm rơi ghi nhận lợi nhuận của các cái công ty bất động sản, thì chúng ta cũng có thể xem xét những cái ngành đó. Thì tôi vẫn ưa thích ngành ngân hàng và chứng khoán hơn. Hệ thống ngân hàng đã là xương sống của nền kinh tế và cũng là cái trụ cột của thị trường chứng khoán, thể hiện ở tỷ lệ vốn hóa và cái tỷ trọng về lợi nhuận của ngành ngân hàng trên tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết. Khi mà ngành ngân hàng có khởi sắc, chúng ta có thể nhìn thấy rõ đấy là nó là hàn thừa biểu của nền kinh tế cũng có khởi sắc và cũng mang lại cái tăng trưởng cao cho lợi nhuận của tổng thể cái thị trường chứng khoán của chúng ta. Bên cạnh ngành ngân hàng thì các cổ phiếu vốn hóa lớn ở các ngành hàng tiêu dùng, bất động sản,
hay là ngành dầu khí vẫn sẽ thu hút dòng tiền trong nửa đầu năm 2018 tới đây, trước khi dòng tiền có thể luân chuyển sang các nhóm cổ phiếu có vốn hóa nhỏ hơn nhưng với kết quả kinh doanh tích cực ở các ngành khác như là ngành điện, ngành xăm lốp, các ngành nông nghiệp trong khoảng nửa cuối năm 2018. Nhìn chung với những kết quả tích cực đã, đang và sẽ đạt được của hệ thống ngân hàng, giới đầu tư vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào nhóm cổ phiếu của ngành này. Khi thị trường chứng khoán phát triển mạnh thì các công ty chứng khoán chính là đối tượng được hưởng lợi đầu tiên. Kết thúc năm 2017, nhiều công ty chứng khoán báo lãi khủng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của các cổ phiếu nhóm chứng khoán sẽ còn sáng khi thị trường chứng khoán được dự báo có thể tăng trưởng từ 30 đến 40% trong năm 2018 này. Năm 2017 chứng kiến sự thăng hoa mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán, không chỉ quy mô và điểm số, 2017 cũng là năm sôi nổi nhất của dòng vốn ngoại với giá trị dòng khoảng hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Giá trị giao dịch bình quân phiên cũng tăng khoảng 60% so với năm 2016. Nhờ đó, các công ty chứng khoán ghi nhận một năm kinh doanh khởi sắc, hoạt động môi giới và tự doanh tiếp tục đóng góp lớn trong sự tăng trưởng mạnh của tổng doanh thu. Khi mà thị trường mà có cái giao dịch sôi động và không chỉ là trên cái giao dịch cổ phiếu của thị trường niêm yết mà cả những cái hoạt động mua bán rồi sát nhập rồi những cái hoạt động tư vấn niêm yết cũng như là tư vấn phát hành cũng rất là nhộn nhịp và do đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả kinh doanh của các cái doanh nghiệp, các cái công ty chứng khoán mà có cổ phiếu đang niêm yết. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán phát triển tốt, các công ty chứng khoán để cạnh tranh phải đẩy mạnh và mở rộng nhiều mảng dịch vụ khác nhau. Trong năm 2018, khi tiến trình IPO, cổ phần hóa kèm niêm yết của các doanh nghiệp nhà nước lớn tiếp tục được chính phủ đẩy mạnh, các công ty chứng khoán cũng sẽ kiếm lời từ các hoạt động tư vấn cho các doanh nghiệp này. Đồng thời, triển vọng thị trường chứng khoán nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi cũng sẽ giúp gia tăng niềm tin của giới đầu tư, từ đó tác động đến kỳ vọng tăng trưởng đối với cổ phiếu nhóm chứng khoán. Chứng khoán thì luôn được coi là một trong những ngành hưởng lợi chính của thị trường và chúng tôi cho rằng đà tăng trưởng của các công ty chứng khoán vẫn sẽ được nối dài không chỉ từ hoạt động cho vay ký quỹ là hưởng lợi trực tiếp từ sự tăng trưởng của thị trường mà các công ty chứng khoán ở thời điểm hiện tại đều đã có rất là nhiều mảng dịch vụ đi cùng với việc IPO của các tập đoàn thì mảng hoạt động tư vấn của các công ty chứng khoán cũng sẽ được phát triển mạnh hơn nữa. Cái thông tin về nâng hạng thị trường và cái kỳ vọng nâng hạng thị trường từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thì cũng không phải là câu chuyện xưa cũ đối với lại truyền thông hay là đối với những nhà đầu tư. Nhưng mà cái điểm nhấn ở đây ấy, là chính phủ cũng như là những cái nhà tạo lập thị trường người ta cũng đang rất là kỳ vọng và cũng đang là thúc đẩy rất là nhiều nguồn lực cũng như là đẩy rất nhiều là nhiều những cái nguồn hàng mới chất lượng lên sàn để đáp ứng được những cái nhu cầu về quy mô, về vốn hóa, về minh bạch thông tin cũng như là về tính thanh khoản của thị trường để có thể là làm đẩy nhanh tiến độ về nâng hạng thị trường của thị trường Việt Nam. Khi mà thị trường Việt Nam được nâng hạng ấy, thì tất nhiên là ngoài cái sự được hưởng lợi từ cái việc mà thị trường đã được lên một cái hạng mới thì công ty chứng khoán cũng có thể nhìn thấy từ đấy bởi vì công ty chứng khoán thì bao giờ cũng đi kèm với cái sự tăng trưởng của thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng sự phân hóa trong khối các công ty chứng khoán là rất lớn. Ví dụ như thị phần môi giới thị trường chủ yếu tập trung vào top 10 các công ty chứng khoán lớn như SSI, HSC, VCSC. Do đó, các chuyên gia, nhà đầu tư cần phải đưa ra những lựa chọn đúng đắn mới có thể kiếm lợi được từ nhóm cổ phiếu này. Tôi lấy ví dụ như hoạt động môi giới chẳng hạn thì bây giờ nó cũng tập trung vào top 10 công ty hàng đầu. Trong khi đó thì những công ty ở top 20 tức là đứng ngoài top 10 ấy, thì cạnh tranh rất là vất vả vì cái tiềm lực tài chính là cũng chưa được củng cố, thứ hai là cũng không có cái điều kiện đầu tư mạnh vào con người, vào cơ sở vật chất, cho nên là cũng rất là vất vả. Vì do đó là cái miếng bánh thì nó to dần lên nhưng mà không phải là chia đều cho tất cả, thì nhà đầu tư cũng nên là lựa chọn những cái công ty mà trong top 10 có cái sự quản trị nó tốt, có cái tăng trưởng nó cao hơn cái mặt bằng chung của thị trường. Ngành chứng khoán là một ngành mang tính chất chu kỳ. Chu kỳ có nghĩa rằng là khi mà thị trường chứng khoán đã chuyển sang một cái giai đoạn mới thì có thể nó sẽ duy trì liên tục trong một vài năm nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng của các năm phía sau đó nó sẽ chậm hơn so với cái thời điểm của năm 2017. Thế cho nên rằng là
Nếu nói về cái vấn đề là đầu tư thì có lẽ là khi mà cái kỳ vọng của nhà đầu tư về cái mức độ tăng trưởng nó thấp đi thì rõ ràng rằng là cái biến động của giá cả nó cũng sẽ thấp đi. Cổ phiếu ngành chứng khoán nhìn chung ở thời điểm hiện tại vẫn có tiềm năng tăng trưởng tốt, trong khi thị trường chứng khoán có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển, nhà đầu tư chỉ cần đưa ra lựa chọn hợp lý là có thể thu lời từ nhóm cổ phiếu này. Cổ phiếu một nhóm ngành nữa không thể không nhắc đến đó là cổ phiếu ngành tiêu dùng. Theo các chuyên gia, ngành hàng tiêu dùng vẫn đóng vai trò trung tâm trong số các ngành có triển vọng tốt trong năm 2018. Vì sao các chuyên gia lại đánh giá cao về nhóm ngành này như vậy? Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Cơ cấu dân số thuận lợi là tiền đề để kỳ vọng chi tiêu tiêu dùng gia tăng. Việt Nam là nước đông dân số thứ 3 trong khu vực ASEAN. Trong đó, lực lượng lao động ước tăng trưởng 1,2% trên một năm và đạt tới 96,6 triệu người năm 2020. BMI ước tính hơn 49% dân số Việt Nam dưới 30 tuổi. Đây là điều kiện lý tưởng để các công ty trong ngành tiêu dùng tập trung vào phân khúc thị trường bình dân. Tốc độ đô thị hóa nhanh góp phần tạo cơ hội cho các sản phẩm tiêu dùng phù hợp với lối sống hiện đại, nhất là các mặt hàng tiêu dùng nhanh. Tính chung 11 tháng năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2017. Tốc độ tăng trưởng bán lẻ đã liên tục duy trì ở mức cao trong 6 tháng qua, phần nào cho thấy các chính sách kích cầu đang phát huy tác dụng thúc đẩy tổng cầu tiếp tục cải thiện đáng kể. Đây là những con số cho thấy ngành tiêu dùng có rất nhiều tiềm năng trong năm 2018 và tiềm năng này sẽ được phản ánh trực tiếp vào giá cổ phiếu nhóm này. Ngành hàng tiêu dùng Việt Nam là một trong những ngành mà vẫn được đánh giá rất là cao, bởi vì chúng ta đang có một cái nền kinh tế hồi phục từ những cái thời điểm rất là khó khăn của những năm trước, và cái quá trình tăng trưởng này nó được dự báo sẽ còn kéo dài trong vòng 3-5 năm tới. Ngoài ra thì cái dân số của Việt Nam là một dân số trẻ mà cái thu nhập bình quân đang tăng trưởng rất là nhanh trong những năm qua, và cái giới gọi là cái tầng lớp mà có cái thu nhập khá trở lên thì ngày càng gia tăng, có nghĩa là tầng lớp trung lưu ấy, ngày càng gia tăng, và do đó thì nó sẽ là những yếu tố thúc đẩy cho cái thị trường hàng tiêu dùng của Việt Nam tăng trưởng những năm tới. Việt Nam là một thị trường rất là lớn, gần 100 triệu dân, và khi mà thu nhập của người dân tăng lên thì rõ ràng là sức mua cũng tăng, và như vậy là ngành hàng tiêu dùng, những ngành hàng tiêu dùng thiết yếu thì có thể tăng trưởng chậm lại, bởi vì là nhu cầu tiêu dùng thiết yếu là có một cái lượng nhất định. Nhưng khi thu nhập tăng lên thì những ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu, đối với ví dụ như là hàng điện tử, vàng bạc trang sức, thì cái nhu cầu đối với những nhu cầu hàng không thiết yếu sẽ tăng. Và như vậy thì cũng sẽ tác động tích cực đến ngành hàng tiêu dùng. Các cổ phiếu tiêu biểu của nhóm ngành tiêu dùng như VNM, SAB hay MSN ở thời điểm hiện tại dù có mức định giá PE khá cao, nhưng các chuyên gia cho rằng nhóm cổ phiếu này vẫn còn dư địa tăng trưởng trong tương lai. Năm 2017 thì nhóm cổ phiếu blue chip của ngành hàng tiêu dùng đã tăng trưởng rất là mạnh, bởi vì là nó phản ánh cái sự niềm tin của nhà đầu tư vào cái hoạt động của doanh nghiệp. Và thực tế ở thời điểm hiện tại thì đa số những cái doanh nghiệp dẫn đầu của ngành hàng tiêu dùng đang định giá rất là cao trên thị trường, cao hơn so với các nhóm ngành khác. Tuy nhiên tôi nghĩ là đây là điều hoàn toàn là hợp lý thôi, và với cái tiềm năng tăng trưởng về hoạt động cơ bản của các doanh nghiệp thì cái triển vọng tăng trưởng trong dài hạn là vẫn rất là sáng sủa. Đồng quan điểm này, chuyên gia cho rằng không thể phủ nhận tiềm năng của cổ phiếu tiêu dùng, nhưng cũng nhấn mạnh nhóm cổ phiếu này phù hợp với nhà đầu tư có chiến lược đầu tư dài hạn thay vì đầu tư với mục đích đầu cơ lướt sóng. Ở cái mức giá hiện tại, với mức định giá hiện tại của những cổ phiếu đầu ngành này thì cái hệ số PE cũng tương đối là cao, và nó gần như nó chỉ phù hợp với những nhà đầu tư dài hạn, thậm chí là những nhà đầu tư chiến lược. Chính vì thế là trong năm 2017 những cái cổ phiếu như là Vinamilk, Sapeco đã có những đợt tăng giá rất là mạnh. Thứ nhất là cũng hỗ trợ bởi yếu tố cơ bản, và thứ hai cũng hỗ trợ bởi cái yếu tố là thoái vốn nhà nước cho các cổ đông nước ngoài, đặc biệt là các cổ đông chiến lược. Thì năm 2018 này thì cũng có thể là cũng cổ phiếu này sẽ có những sự chững lại nhất định, thậm chí là có thể đi ngang và điều chỉnh, và do những yếu tố định giá không thực sự là hấp dẫn đối với những nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư ngắn hạn nữa, và họ sẽ chờ đợi xem là liệu Sapeco, liệu Vinamilk hay là Bia Hà Nội sẽ có những cái kế hoạch thoái vốn tiếp theo trong 2018 là như thế nào. Như vậy, cổ phiếu ngành tiêu dùng dù có mức định giá không còn rẻ, nhưng với nền tảng là kinh tế vĩ mô ổn định và cơ cấu dân số thuận lợi, cổ phiếu ngành này vẫn có sức tăng trưởng tốt trong tương lai.
Quý vị vừa theo dõi 3 nhóm cổ phiếu được nhiều thành viên trên thị trường đánh giá cao. Tất nhiên, ngoài 3 nhóm ngành như chúng tôi đã đề cập thì cũng không thể không nhắc đến một số nhóm cổ phiếu khác như bất động sản hay dầu khí. Đây đều là những nhóm cổ phiếu có tiềm năng tốt trong năm 2018. Tuy nhiên, để thực sự kiếm lời từ bất kỳ một cổ phiếu nào, nhà đầu tư cần phải nghiên cứu giá trị cơ bản và tiềm năng của mỗi doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra quyết định giao dịch đúng thời điểm. Còn bây giờ, chương trình chứng khoán cuối tuần này xin được tạm dừng tại đây. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.